Hồi ức chiến trường ca, tập 3, số 22, tác giả Trần Ngọc Phú. Ba ngày, một quãng thời gian thật ngắn so với cuộc đời người lính. Nhưng sự chờ đợi của cái mốc 3 ngày nữa là được lên đường đi phép về quê, sao mà nó dài vô cùng tận. Không phải chỉ có tôi là mới có tâm trạng như vậy, mà những người trong diện được đi phép khi gặp nhau đều nói đến tâm trạng chờ đợi giống nhau. Sống trong môi trường quân đội, nhất là trong hoàn cảnh, trong điều kiện ở chiến trường thì không ai có thể nói trước được điều gì. Năm 1977, khi những người lính đã gần đủ nghĩa vụ 5 năm, một số được ra quân trước 1-2 tháng thì chỉ được hưởng chế độ xuất ngũ. Một số thường là những người lính có ý thức tốt được giữ lại cho đủ tròn 5 năm tuổi quân để được hưởng chế độ phục viên. Tất cả các giấy tờ, các quyết định đã viết, đã ký xong, đang giữ ở quân lực. Ai ai cũng phấp phỏng, đợi ngày ra quân với niềm vui là mình được phục viên, vì phục viên có giá trị hơn xuất ngũ một tí. Đùng một cái, chiến tranh biên giới xảy ra. Tất cả quyết định, tất cả giấy tờ chính sách chế độ đều bị hủy hết. Mọi người lên đường ra trận. Có những người bị thương trở về, có những người 1 năm, 2 năm, rồi 5 năm, 10 năm sau mới được trở về gia đình. Và trong khi đó, có biết bao nhiêu người vĩnh viễn không bao giờ được nhận quyết định phục viên hay xuất ngũ nữa. Thay cho quyết định đó là tấm bằng Tổ quốc ghi công đỏ chói. Ở dưới đại đội thì việc bàn giao đi phép đơn giản hơn. Thậm chí sau mấy phút là anh em có thể lên đường được ngay. Còn tôi ở đây thì có bao nhiêu việc phải bàn giao, bao nhiêu việc phải chuẩn bị. Cô The, cô Nhị không phải là bộ đội trong đơn vị. Nếu là bộ đội thì các tiểu ban tài vụ hậu cần lo giấy tờ thủ tục rất nhanh, rất chuyên nghiệp. Vì hai cô là người được tuyển dụng tạm thời nên tôi phải nghĩ, phải viết ra loại giấy theo mẫu mã mới, sao cho đúng, sao cho hợp tình hợp lý. Nhất là việc lo thủ tục cho cô Nhị về sống tại Việt Nam. Rồi tôi lại phải quan hệ với các ban để lĩnh gạo, lĩnh tiền. Đúng ra là phải năn nỉ để xin thêm tiêu chuẩn cho hai cô. Cũng thật tình cờ, ngay sau khi báo tin cho hai cô là trung đoàn đồng ý cho hai cô về quê, thì ngày hôm sau cô Nhị gặp được bà bác họ tại khu vực chợ Muông Rư Xây. Khi bà bác mới ở vùng Xiêm Riệp hay Bát Tâm Băng về tới đó để tiếp tục cuộc hành trình về Nông Pênh, tôi nói cô Nhị mời bà bác đến chỗ đội công tác ở tạm. Tôi cũng báo cáo ban chính trị về việc đó và cũng xin cho bác cháu về cùng nhau. Từ khi cô Nhị gặp lại người bác thì rất vui, không còn cái dáng vẻ trầm buồn như trước nữa. Rồi cũng đến cái ngày mọi người được đi phép. Sáng hôm đó, khu vực trung đoàn bộ thật vui. Anh em đi phép ở dưới đơn vị đã về tập kết trên trung đoàn từ tối hôm trước. Từ chiều tối, các tiểu ban trong 3 cơ quan đều nhộn nhịp cho việc liên hoan chia tay đồng hương đồng khói. Nhiều anh em gửi những món quà nhỏ về cho gia đình. Đây là đợt đi phép đầu tiên của những người lính tình nguyện. Những người được đi thì niềm vui khôn tả đã đành. Những anh em chưa được đi lần này cũng háo hức với hy vọng sẽ đến lượt mình. Tiểu ban dân địch vận cũng tổ chức liên hoan rất to. Không phải chỉ cho tôi đi phép mà còn liên hoan chia tay cho các cô The, cô Nhị về quê. Tiệc rất vui, có cả các trợ lý, các tiểu ban cùng chánh phó chủ nhiệm xuống dự. Các cô gái rất vui, nhưng lúc thì cười đùa vô tư chúc tụng, lúc lại ôm nhau sụt sùi khóc. Trong tôi, những cảm giác, những suy nghĩ, những niềm vui òa ngập đến thật lâng lâng như người đang say. Tối muộn, tiệc vui mới tàn, nhưng ai có thể ngủ được cơ chứ? Cả tiểu ban thức, cả khu vực trung đoàn bộ cũng vậy. Không ngủ được, tôi tiếp tục lần mò gói gói buộc buộc ba lô túi sách, những thứ linh tinh làm quà, hàng Thái Lan mua ở chợ Muông lúc chiều và số quà Nhị mua mang sang cho tôi.
trong lòng trào dâng niềm vui khôn tả. Về phép. Đúng 7 giờ sáng, tất cả số anh em được đi phép tập trung nghe chính ủy kiêm trung đoàn trưởng Đặng Văn Tố giao nhiệm vụ cho chuyến đi phép. Lúc này tổ chức biên chế chế độ một thủ trưởng, chính ủy Diệp Xuân Ánh được điều lên phòng chính trị sư đoàn, trung đoàn trưởng Đặng Văn Tố kiêm luôn chức chính ủy. Trung đoàn trưởng nói ngắn gọn, đại ý như sau. Các đồng chí được nghỉ phép đợt đầu là một vinh dự, nhưng cũng phải nói thêm, đi phép thăm gia đình là việc làm để động viên chúng ta và động viên hậu phương. Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng, được thăm lại quê hương, gặp bố mẹ, anh em họ hàng. Đồng chí nào có vợ có con thì được gặp vợ gặp con. Đồng chí nào chưa có vợ thì có thể lấy vợ hoặc có người yêu, vân vân. Đó là quy luật, là mong muốn của tất cả chúng ta. Nhưng ở đây tôi nhấn mạnh hơn, nói thêm đi phép cũng là nhiệm vụ. Vì thế các đồng chí phải chấp hành kỷ luật cho tốt, nhất là kỷ luật về thời gian. Đợt này là đợt đầu nên các đồng chí đều được lựa chọn. Các đồng chí được nghỉ tại nhà đúng 20 ngày, không ai được có bất kỳ lý do gì để có thể kéo dài thời gian nghỉ ở nhà. Chỉ khi nào các đồng chí trở vào đơn vị đầy đủ thì các đồng chí khác mới được đi phép. Vì vậy, đây là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là tình cảm đối với các đồng đội khác. Trung đoàn trưởng nói tiếp, đường xa, dọc đường vẫn còn nhiều chỗ bọn địch phục kích. Vì vậy, đi phép. Nhưng các đồng chí phải mang súng đạn đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu dọc đường. Khi về đến Long Bình thì để lại vũ khí tại đó. Khi nào sang, sẽ lĩnh lại. Tôi thay mặt thủ trưởng trung đoàn, chúc các đồng chí có nhiều niềm vui trong nhiệm vụ đi phép này. Xin gửi lời thăm sức khỏe tới thân nhân gia đình các đồng chí. Kết thúc bài phát biểu của thủ trưởng trung đoàn, một đồng chí thay mặt đoàn đi phép phát biểu hứa hẹn, rồi mọi người ùa ra lên xe. Hai xe Hồng Hà của trung đoàn sẽ đưa mọi người về phép và cung ứng thực phẩm sang cho bộ đội. Tôi lên xe thứ hai, trên đó đã có cô The và hai bác cháu cô Nhị. Xe nổ máy, đúng 8 giờ khởi hành trong sự lưu luyến của anh em ở lại. Lúc này cũng đã cuối mùa mưa, trời nắng chang chang, đường xấu bụi bay mù mịt. Nhưng cũng chẳng có ai để ý đến điều đó. Đã qua khu vực đông dân cư, vào các vùng rừng thưa hẻo lánh, mọi người hầu như không ai bảo ai, đều lựa lại thế ngồi, vị trí ngồi để có thể quan sát và sẵn sàng chiến đấu tốt nhất. Ai cũng thầm cầu mong đừng có điều gì xảy ra. Xe chạy qua Pô Sát rồi dừng lại ăn cơm ở tỉnh lỵ Công Pông Chơ Năng. Dân cư ở đây đã đông đúc, chúng tôi tranh thủ ăn cơm rồi lại khẩn trương lên đường. Khoảng 4 giờ chiều thì đoàn xe cũng về tới Phnom Penh. Anh em lái xe định nghỉ lại đêm ở đây, nhưng tất cả mọi người đang háo hức về quê nên động viên anh em lái xe về ngay Việt Nam. Đã đến lúc phải chia tay với cô The và bác cháu cô Nhị. Suốt dọc đường, trên xe tôi cũng không nói gì với Nhị. Thật khó nói, những gì cần nói thì tôi cũng đã nói cả rồi. Rất may là có bà bác cô Nhị nên tránh được cho tôi những khó xử. Nghỉ ngơi một lúc, mọi người chuẩn bị lên đường. Đồ đạc tư trang của cô The, cô Nhị đã được đưa xuống, xếp gọn ven đường. Cũng không thể nói được gì hơn là dặn Nhị ở đây 1-2 ngày, rồi nên về Việt Nam ngay. Tôi nắm hai bàn tay Nhị, nói lời cuối tạm biệt, rồi chạy trèo lên xe. Nhị òa khóc. Trong lúc tôi chạy trèo lên xe, thì Nhị cũng rất nhanh chạy lại chỗ đồ đạc, lấy một cái gói nhỏ. Xe lăn bánh, Nhị chạy theo, rồi ném lên thùng xe cho tôi gói nhỏ đó. Xe tăng tốc, bụi mù che mờ dáng Nhị vẫn đứng ở đó. Tôi thật sự xúc động cho giây phút chia xa này, cũng không thể nào khác. Tôi cùng anh em biểu cảm bằng cách vẫy vẫy tạm biệt những người phụ nữ Campuchia gốc Việt đã cùng chung sống, cùng đồng cam cộng khổ, đã giúp chúng tôi rất nhiều để chúng tôi thực hiện tốt nhiệm vụ quốc tế vẻ vang trên đất Chùa Tháp này. Tôi cứ cầm cái gói nhỏ mà Nhị tung lên xe, cũng không nghĩ đến việc mở ra xem trong đó có gì. Trong lòng bừa bộn bao suy nghĩ, xe vẫn chạy. Gần đến phà Niếc Lương, anh Chiến, anh Vinh ngồi trong xe nói trêu. Ông Phú thẫn thờ thế, mở gói ra xem em Nhị tặng ông cái gì nào. Lúc này tôi mới nghĩ đến cái gói nhỏ đang cầm trong tay. Không nói gì, tôi lặng lẽ mở ra. Ô, một cái đồng hồ loại 4 đinh vát góc, mặt lửa sáng choang, mới tinh mà tôi từng thích.
Có lần tôi với nhị cùng đội công tác ra chợ Muông chơi, rồi vào một cửa hàng xem đồng hồ. Tôi đã nói là rất thích cái đồng hồ này. Nhị đã tặng tôi cái đồng hồ tôi từng ao ước để làm kỷ niệm. Thật quý và cảm động biết bao. Tôi đeo vào tay, nhưng dây rộng quá nên lại cho vào cái túi đó cất đi. Hiện tại, cái đồng hồ đó tôi không giữ được nữa. Về chuyện này cũng là một điều thật sự trăn trở cho tôi đến tận bây giờ. Nó chia xa tôi trong những ngày có thể nói là đen tối nhất của đất nước về tình hình kinh tế và với một chàng trung úy nghèo như tôi. Những năm 1981, trong lúc mẹ tôi đang lâm trọng bệnh, tôi mới lấy vợ. Việc đi lại từ quân khu 4 về nhà đã làm cho tôi không còn một xu một đồng nào trong người. Cái đồng hồ đã là một cứu tinh của tôi lúc cùng cực đó. Tôi có lúc tự an ủi, tự ngụy biện rằng nó đã hoàn thành đúng với sứ mệnh của mình. Xe qua phà Niếc Lương, khu vực này đã đông đúc tấp nập người qua lại bán mua, khung cảnh đã thật sự thanh bình. Trong đầu chúng tôi vẫn hiện ra cảnh vượt sông hoành tráng sáng ngày 7 tháng 1, với bao hào khí của đại quân. Hàng đoàn xe pháo trang thiết bị vũ khí hiện đại, còn bây giờ cũng là vượt sông. Nhưng là để trở về tổ quốc, về với quê hương, trong lòng ai cũng vui phơi phới chẳng chút âu lo như buổi sáng đầu năm ấy. Chúng tôi lên phà, trời chiều đã muộn, mọi người ăn cơm tối ngay tại khu vực bến phà, rồi lại lên đường đi tiếp. Trời đã tối hẳn, xe đang chạy qua những địa danh mà chúng tôi đã từng chiến đấu, đã nhiều ngày chiến đấu. Nhưng trời tối, chúng tôi chỉ tưởng tượng những địa hình, những trận đánh xưa. Tới cửa khẩu Mộc Bài, rất kinh nghiệm, đồng chí trưởng đoàn mang giấy giới thiệu xuống trạm, báo cáo đoàn xe của sư đoàn 341 chở anh em về đi phép. Đồng chí trạm trưởng cửa khẩu tươi cười vui vẻ, ra nói anh em gác trạm nhanh chóng mở barrier cho chúng tôi qua, không phải kiểm tra khám xét như lần trước, còn chúc chúng tôi về nhanh chóng lấy được vợ cho biết mùi đời. Xe chạy trong đêm qua An Thạnh, qua Gò Dầu, qua Trảng Bàng, đèn điện phố xá sáng trưng, đất trời tổ quốc thanh bình, ấm êm gần gũi lạ. Trời đêm, gió lộng thật mát, thật sảng khoái. Chúng tôi cảm thấy như là đã về đến quê nhà mình rồi. Xe về đến Tổng kho Long Bình cũng khoảng 3 giờ sáng. Chúng tôi nhanh chóng chuyển đồ đạc vào cứ. Một số lăn quay ra ngủ, một số thì tắm giặt thay quần áo. Sáng hôm sau, đồng chí phụ trách hậu cứ gặp chúng tôi thông báo là 2 ngày nữa mới có tàu. Mọi người ăn cơm sáng, bàn giao lại súng đạn cho các đồng chí hậu cứ. Rồi mỗi người có việc riêng của mình, người thì về Sài Gòn gặp lại người thân, người tỏa ra thành phố Biên Hòa, khu vực Tam Hiệp mua bán đổi trác, quà cáp. Tôi rủ Lập ra Biên Hòa, rồi vào nhà anh chị thân Thắng chơi. Rất may, hôm nay chủ nhật, mọi người đều có nhà, có cả bà mẹ chị thân ở Bắc vào chơi khoảng hơn một tháng. Anh em tôi đến thật bất ngờ, anh Thắng đi mua thêm đồ về, rồi gọi thêm mấy người bạn cùng nhà máy đến nhậu. Trong số đó có cả Thuận, em út của chị thân, cũng mới từ bộ đội chuyển ngành ra làm công nhân cho nhà máy. Bữa cơm thật vui, được sống trong tình cảm chăm sóc gia đình của anh chị thân Thắng như là anh chị ruột mình. Gặp tôi, mẹ chị thân rất mừng nhưng khóc nức nở. Bà nhớ Thái, con trai bà là bạn học chơi thân với tôi từ nhỏ. Thái đã đi bộ đội rất sớm, từ năm 68 khi mới hơn 16 tuổi. Bạn bè chơi với nhau cùng tuổi, nhưng Thái thuộc loại to cao chứ không gầy bé như tôi. Thái đã hy sinh năm 72 tại thành phố Quảng Trị. Một điều trùng lặp là khi Thái hy sinh tháng 5 năm 72 thì cũng là lúc tôi vào bộ đội. Bữa tiệc gia đình thật lớn, rượu bia đồ ăn thật nhiều, toàn các thứ ngon, thật khoái khẩu. Men bia, men rượu, làm ai cũng hồng hào tươi rói. Mọi người cười nói rôm rả, phải tới 2 giờ chiều bữa nhậu mới xong. Chị thân gói gửi tôi ít quà mang về gia đình và bức thư nói là giữ mẹ ở trong này một thời gian nữa. Chia tay mọi người, anh em tôi trở về Long Bình với bao phấn khích dư âm của bữa tiệc vui. 8 giờ tối hôm sau, mọi người được ra xe ô tô của sư đoàn chở từ Tổng kho Long Bình ra ga Hố Nai, nơi tập kết lên tàu. Đây là binh trạm số 1 cho tuyến Bắc Nam của quân đội sau giải phóng miền Nam.
Từ sau giải phóng năm 1975, khi đường sắt Việt Nam đã khôi phục, thì khu vực ga Hố Nai đã trở thành trạm khách quân đội. Tất cả các lực lượng quân đội ra Bắc vào Nam đều tập kết ở đây. Tại khu vực này, trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chúng tôi đã có những trận chiến thật sự khốc liệt với bọn tàn quân sư đoàn 18 của Ngụy, chạy từ Xuân Lộc, Long Khánh về lập tuyến phòng thủ tử thủ Án Ngữ tại đây. Giờ đây, dân chúng đã về sinh sống đông đúc, đa phần là lính, công chức. Những người phụ nữ cũng đã từng trong đội quân Phượng Hoàng của chế độ cũ đã được đi học tập cải tạo. Giờ đây, họ tràn ngập ra khu vực này bán mua với những người ra Bắc vào Nam. Họ mua những hàng hóa, vật tư của cuộc chiến còn sót lại trong tổng kho Long Bình mang ra. Một số anh em ở cứ đã khai thác, tìm nhặt mọi thứ trong tổng kho thì thụt bán mua với dân như tôn lạnh lợp nhà, dây thép gai, dây thép vụn, gỗ ván ép, máy móc cũ hỏng, dây điện hay bất cứ thứ gì trong tổng kho. Thậm chí dân bên ngoài còn gợi ý mua cả những tấm nền bê tông được chặt từng ô về để lát chuồng lợn, hoặc cả những nòng súng Đại Bác 175 ly đã từng được mệnh danh là vua chiến trường. Tóm lại là gì, bất cứ cái gì trong tổng kho mang ra cũng có thể bán được. Chính vì vậy, khu vực này đã thật đông đúc. Mỗi lần chúng tôi từ tổng kho ra là hàng chục người vây quanh bám nhằng nhằng hỏi những câu rất bất lịch sự như: "Chú đội có gì bán không? Chú đội bán gì tôi mua giá cao cho." Ở khu vực này có một chứng tích chiến tranh nữa là tháp nhà thờ Hố Nai với mảng vỡ thủng rất lớn. Chúng tôi đều được chứng kiến giây phút cuộc chiến đó. Hôm đó là sáng sớm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi đại quân ta đã tràn ngập khu vực này, đang xốc lại lực lượng để tiến công Biên Hòa Sài Gòn, có khoảng hơn chục tên lính Việt Nam Cộng Hòa lập ụ chiến đấu trên nóc nhà thờ đó. Chúng điên cuồng dùng đại liên và các loại súng khác bắn găm vào đội hình của đại quân Trung đoàn 273. Đồng chí Cao Xuân Chức, thiếu úy trợ lý tác chiến của tiểu đoàn 2, quê Hà Nội, đồng chí Thạch Quốc Cường, chiến sĩ đại đội 5 của tiểu đoàn và nhiều anh em khác trúng đạn hy sinh. Có lệnh tiêu diệt mục tiêu. Mọi người có ý e ngại vì đó là nhà thờ Thiên Chúa Giáo, nhưng bọn cuồng ác đã cố tình núp sau bóng Chúa, núp sau giáo đường tôn nghiêm để điên cuồng chống phá, điên cuồng cản bước tiến của đại quân giải phóng. Được thể, chúng càng điên cuồng xả đạn, lại thêm một số anh em trúng đạn. Đến lúc này thì không thể đừng được nữa. Lệnh tiêu diệt mục tiêu. Bọn chúng ở trên tháp cao, góc tà quá hẹp, không an toàn cho người bắn B-41 và DKZ. Cùng lúc đoàn tăng T-54 đến, hai quả đạn 100 ly từ xe tăng T-54 đã làm bung mảng tường to tướng trên tháp nhà thờ đó. Lũ khốn kiếp tử thủ đã bị đền tội. Cho đến bây giờ, đã sau mấy năm hòa bình mà chứng tích chiến tranh vẫn còn nguyên đó. Chúng tôi lên tàu, khoảng 9 giờ 30 tối thì tàu chuyển bánh. Không ai có thể tả được cảnh vui, niềm vui của những người lính được đi phép. Với tôi, từ ngày đi bộ đội, đây là lần đi phép thứ hai, không tính lần tranh thủ dịp Tết năm 78. Lần thứ nhất tôi được đi phép là vào khoảng tháng 3 năm 76, tức là sau cuộc chiến giải phóng miền Nam 10 tháng. Lần này là lần thứ hai, cũng sau giải phóng Phnom Penh 10 tháng. Một sự trùng lập ngày tháng như có sự sắp đặt. Đây là lần được đi phép từ chiến trường làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Nên ngoài sự vui mừng, nó còn pha lẫn chút tự hào. Cảm giác trong người lúc nào cũng như là đang vang lên khúc khải hoàn ca của người chiến thắng. Tàu chạy, phải 30 phút sau thì trong xe mới đỡ lộn xộn. Tàu đã tăng tốc, tiếng sình xịch của bánh tàu va chạm với những khớp nối đã thật dày. Đoàn tàu xé gió băng băng trong trời đêm. Tuy vậy, thời đó tàu Bắc Nam không nhanh như bây giờ. Thường là từ Sài Gòn ra Hà Nội, phải chạy, phải nghỉ, phải đi trong khoảng 2-3 ngày đêm, hay ngược lại là 3 đêm 2 ngày. Thời kỳ đó, đi được tàu Bắc Nam đã là thuộc diện lý tưởng nhất, nhanh nhất, an toàn nhất rồi. Máy bay hồi đó cũng có, nhưng thường chỉ dành cho cán bộ đi công tác, còn dân và bộ đội được đi tàu là cao cấp.
Thời đó còn một loại phương tiện nữa chuyên chở người ra Bắc vào Nam. Ngoài ô tô, tàu hỏa, máy bay, còn có một con tàu biển mang tên tàu Thống Nhất. Cứ mấy ngày một chuyến, chạy từ cảng Bạch Đằng Sài Gòn ra cảng Hải Phòng. Năm 1976, lúc tôi chuẩn bị về phép thì mẹ tôi vào Sài Gòn. Thế là tôi không đi bằng đường binh trạm nữa, mà hai mẹ con tôi đi tàu biển ra Hải Phòng. Giá vé tàu biển lúc đó thật đắt, nhưng bù lại, mẹ con tôi có một chuyến đi thật ý nghĩa. Đây là chuyến Bắc Nam bằng đường sắt đầu tiên đối với tôi, và hầu như tất cả mọi người nên đã có biết bao nhiêu hứng thú. Tàu đi qua các ga, dọc các vùng miền của đất nước, có những cánh rừng, có những làng quê, ven những bãi biển, những hầm núi quanh co, đẹp mê hồn. Được gặp, được biết những người dân có chất giọng những vùng miền khác nhau, những đặc sản trái cây, thực phẩm đặc trưng của từng vùng quê mà trong các sách vở lưu truyền ca ngợi. Tàu chạy, khi thì qua ga toàn bán những trái cây như trứng gà, hồng xiêm, nơi thì bán toàn cau tươi, những buồng cau to, quả đẹp, lính ta mua treo đầy trên tàu mang về làm quà. Có người mua tới 2-3 buồng về để làm cau hỏi vợ, cưới vợ. Nơi thì bán nhiều cá mực khô, nem chua, kẹo mè sửng Huế. Có ga gọi là ga gà. Họ bán gà nguyên con đã luộc vàng ươm, trông thật hấp dẫn. Gà thật nhiều mà rẻ vô cùng. Lính ta cứ một người một con hoặc hai người một, xếp đầy cái bàn nhỏ giữa hai hàng ghế, cùng với mấy chai rượu. Ai nấy xé gà, nhồm nhoàm nhai, mời chào nhau ầm ĩ. Tàu qua khu vực vĩ tuyến 17, khu vực Vĩnh Linh, nơi chúng tôi đã từng có mấy năm luyện quân, chiến đấu bảo vệ nơi tuyến đầu miền Bắc. Từ đây trở ra, khung cảnh khác hẳn, nếp sống khác hẳn từ vĩ tuyến 17 trở vào. Cái nghèo, cái khó của miền Bắc với những căn nhà lá như những cái chòi nhỏ của dân, ruộng nương sắn khoai cằn cỗi, cây trái còi cọc. Nhìn những người bán mua gầy còm, quần áo vẫn còn vá chằng vá đụp mà thấy nao lòng. Hàng hóa vẫn chỉ lèo tèo, gióng mía, củ khoai, bắp chuối. Những người bán hàng hầu như toàn là người già, em nhỏ, trông thật tội nghiệp. Thế rồi, sau 2-3 ngày đêm, đoàn chúng tôi cũng về được tới ga Nam Định và có xe ô tô của binh trạm của tỉnh đón về Thái Bình. Con phà tại bến đò Tân Đệ đưa chúng tôi qua sông Hồng. Đây là đất Thái Bình. Từ đây về nhà tôi còn 14 km. Chúng tôi, những người con của đất lúa, đã chiến đấu, đang làm nhiệm vụ quân tình nguyện tại nước bạn Campuchia, được về thăm quê hương, thăm gia đình, được sống trong vòng tay ấm áp của quê hương, của gia đình, của người thân yêu, với niềm vui vô tận. Niềm vui nhớ về thăm mẹ, rộn ràng bàn chân đường quê mong nhớ. Mẹ già của tôi như cánh khô trôi biếc lên xanh, tươi ánh mắt nụ cười long lanh, nắm đôi bàn tay chuyện vui nhớ chuyện chiến trường, chuyện về làng quê, chuyện người yêu dấu. Ngày về mừng vui con đi trong ngàn tiếng yêu thương, nghe ấm áp lời mẹ ru xưa, phút giây bình yên bên mẹ diệu hiền đi đất nước. Đường hành quân nhớ mẹ bao lần, dạo dược lòng con.
dọc đường hành quân, con đi mang hình bóng quê hương, mang bóng dáng mẹ già yêu thương, đi đôi bàn chân vững mạnh đường dài, đường chiến đấu thêm bền lòng tin. Chuyện vui nhớ chuyện chiến trường, chuyện về làng quê, chuyện người yêu dấu. Ngày về mừng vui con đi trong ngàn tiếng yêu thương, nghe ấm áp lời mẹ ru xưa, phút giây bình yên bên mẹ dịu hiền, đất nước dâng ngàn tình thương. Dọc đường hành quân nhớ mẹ bao lần, dạo rực lòng con tình làng nghĩa xóm. Dọc đường hành quân con đi mang hình bóng quê hương, mang bóng dáng mẹ yêu thương, nghĩ đôi bàn chân vững mạnh đường dài, đường chiến đấu thêm bền lòng tin. Gửi một dòng thư hẹn ngày chiến thắng, con sẽ về.